Trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì các hãng hàng không của Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hành khách có nhu cầu đổi vé máy bay trong giai đoạn ảnh hưởng mới của dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe. Đối với Vietjet, hành khách có hành trình bay nội địa từ ngày 1 tháng 8 trở đi sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, ngày bay và hành trình. Khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay mới phù hợp đến ngày 30 tháng 10 năm 2021. Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ hành khách có vé suất trên các chuyến bay đến đi từ Đà Nẵng từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, được đổi ngày bay, đổi hành trình một lần miễn phí, miễn điều kiện hạn chế của vé, với điều kiện ngày bay mới khởi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Bamboo Airways miễn phí thay đổi hành trình bay, ngày bay, giờ bay, phụ thu chênh lệch nếu có, với những vé có chặng bay Đà Nẵng bị hủy chuyến trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020.